Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt để đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4 tháng 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng tại cuộc họp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đánh giá hai tháng qua toàn đảng toàn dân toàn quân đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng đảng và hệ thống chính trị công tác cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực Nổi bật là chúng ta đã tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 9, tổ chức kỳ họp thứ 7 đợt 1, Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ kịp thời, được sư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình cao, đã kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trung ương đã bầu bổ sung 4 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đã kiện toàn nhân sự các tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của Đảng, tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ ở Trung ương và một số ban chỉ đạo, kiện toàn và cho chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số cơ quan Đảng, nhà nước tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn được đảm bảo thu ngân sách nhà nước tăng tình hình tài chính ngân sách nhà nước tiếp tục được cải thiện sản xuất công nghiệp duy trì được đà tăng trưởng sản xuất nông nghiệp phát triển tốt an ninh năng lượng an ninh lương thực được đảm bảo Lượng khách quốc tế đến Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, có nhiều giải pháp quyết liệt để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các công trình dự án quan trọng quốc gia, phát triển nhà ở xã hội, bình ổn thị trường vàng, thị trường tín dụng. Cải cách hành chính chuyển đổi số, đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều dấu ấn tốt, đặc biệt là các hoạt động và lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai được tích cực triển khai các lĩnh vực kiểm tra kỷ luật phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được quan tâm chỉ đạo hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực hiệu quả góp phần nâng cao vai trò vị thế của việt nam về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đã và sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, xung đột leo thang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động nặng nề. Vì vậy, các cấp các ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả. Cụ thể là một thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh có giải pháp ổn định thị trường giá cả nhất là đối với xăng dầu các hàng hóa thiết yếu nhà ở và lương thực thực phẩm thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả quản lý chặt chẽ thị trường vàng gắn với giữ vững tỷ giá ổn định kinh tế vĩ mô đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, khẩn trương triển khai các quy hoạch đã ban hành, nhất là quy hoạch điện tám, các vùng, các tỉnh, tập trung hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại, chủ động xây dựng các phương án kế hoạch phù hợp, bảo đảm đủ điện nước xăng dầu cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nhất là đối với các luật mới có hiệu lực, bảo đảm hiệu quả đồng bộ kịp thời, thúc đẩy cải cách Cách thủ tục hành chính chuyển đổi số, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, hạn hán xâm nhập mặn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm. 2 tập trung làm tốt các công việc để chuẩn bị chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng để chỉnh hội nghị Trung ương 10 theo kế hoạch, giả soát bổ sung quy hoạch các cấp để chuẩn bị cho đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các tổ chức đảng khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng kết luận, tích cực tuyên truyền giáo dục kịp thời định hướng tư tưởng dư luận về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ba bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoại nước giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước 4. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh xử lý hiệu quả thông tin xấu, sai sự thật, thông tin chống phá của các thế lực thù địch. Chấn chỉnh tình trạng một số cơ quan báo chí chấp hành không nghiêm quy định thông tin tuyên truyền, đưa các tin bài thiếu kiểm chứng, hoạt động không đúng tôn trị, mục đích, gây khoang mang, ảnh hưởng tiêu cực xã hội. 5. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo nhằm hạn chế những tác động ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại đoàn kết. Sáng ngày 12 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba chủ trì phiên họp có các ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước tô lâm thường trực ban bí thư lương cường giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyễn xuân thắng dự phiên họp còn có các ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư và các lãnh đạo khác tại phiên họp ban chỉ đạo đã nghe công bố quyết định của bộ chính trị về kiện toàn bổ sung thành viên ban chỉ đạo theo đó ông tô lâm ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước giữ chức trưởng ban Ông Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị quyết định bổ sung các ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm thành viên Ban Chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những vấn đề lý luận rút ra qua tổng kết 40 năm đổi mới phải đi trước, mở đường, soi đường cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, biến nguy, thành cơ, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, làm rõ những đột phá về lý luận phát triển, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển, khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc, phấn đấu đạt mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của đảng, một 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ tịch nước đề nghị ban chỉ đạo tập trung đánh giá việc thực hiện tiến độ và nội dung các công việc trong kế hoạch tổng kết đã đề ra đều rõ những cách làm sáng tạo hiệu quả cần tiếp tục phát huy những vấn đề khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ đồng thời bám sát chương trình kế hoạch xác định những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện đề ra lộ trình phương pháp phù hợp với tinh thần khẩn trương nghiêm túc chất lượng huy động sức mạnh tổng hợp của các ban bộ ngành địa phương phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý và các tầng lớp nhân dân trong cả nước vào quá trình tổng kết trọng tâm là xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và chất lọc kết quả tổng kết góp phần xây dựng văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 thay mặt ban chỉ đạo ủy viên bộ chính trị nguyễn xuân thắng đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tổng kết 40 năm đổi mới đánh giá về nội dung tiến độ và những kết quả đạt được cho đến nay theo đó các nhóm tổng kết đã chủ động triển khai các phần việc được giao các công việc cơ bản bám sát kế hoạch đã được ban chỉ đạo tổng kết